chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga tập kích 30.000 lần trong 3 tháng, Ukraine căng mình chống trả. Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với Politico hôm 5 tháng 4 rằng Nga có thể tiến hành một cuộc phản công mới vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, nhiều khả năng nhắm vào Kharkov. Theo đó, Kiev cho biết Nga đã tập kích hơn 30.000 lần vào lãnh thổ Ukraine trong 3 tháng và Moscow có thể tiến hành một cuộc phản công mới vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kharkov trong bối cảnh xuất hiện cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine, hãng truyền thông độc lập Medusa của Nga dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết. Tuy nhiên, tình báo quân sự Ukraine gọi cuộc tấn công tiềm tàng vào Kharkov là một phần trong cuộc chiến tâm lý của Nga. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Skip cũng cho rằng bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm sớm giành quyền kiểm soát Kharkov đều có thể gây tổn thất về sinh mạng, nhưng ông cũng không loại trừ kịch bản này. Theo ông Yermak, Ukraine biết rằng Nga đang chuẩn bị một đợt tuyển quân mới và các lực lượng Kiev phải sẵn sàng cho các cuộc tấn công mới. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới Nga hơn 30 km về phía nam. Theo một số chuyên gia, do Kharkov gần với lãnh thổ Nga, Ukraine khó có thể bảo vệ được khu vực này trước hỏa lực áp đảo của đối phương. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho rằng Kiev đang tiến đến thời điểm quan trọng, đề cập đến gói viện trợ đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Ông Yermak hy vọng viện trợ sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng này khi lực lượng Ukraine tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng ở tiền tuyến. Ông Yermak cũng cho biết Ukraine vẫn rất cần các hệ thống phòng không bổ sung. Quan chức Ukraine nhắc lại rằng các cuộc tấn công mới nhất của Nga được thực hiện bằng bom dẫn đường trên không và tên lửa đất đối không Patriot có thể đối phó bằng cách đánh chặn máy bay Nga. Nga phá vỡ phòng tuyến của Kiev tiến vào Chasovia. Chiến sự Ukraine tại khu vực Chasovia đang trở nên ác liệt. Khi lực lượng Nga phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài và tiến vào ngoại vi thành phố, kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga hôm 5 tháng 4 đã thực hiện một nỗ lực táo bạo nhằm tấn công Chasovia. Nhờ đó, họ đã tiến vào được vùng ngoại ô ở phía đông của thành phố. Lực lượng Ukraine đang gấp rút chuyển quân dự bị để chấn giữ tuyến phòng thủ. Những ngày quyết định đã đến. Kênh SGS đưa tin, chiến dịch giành quyền kiểm soát Chasovia đang được Moscow giáo giết tiến hành. Tại phía nam của tiểu khu Kanan, quân đội Nga đang di chuyển xuyên qua khu rừng. Ngay trong tiểu khu cũng xảy ra đọ súng trong những tòa nhà cao tầng. Như vậy là quân Nga đã tiến vào đô thị. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng của họ đánh vỗ mặt thẳng vào trung tâm chứ không đi đường vòng. Bên cạnh đó, tại Đông Bắc, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Bogdanovka, đồng thời cũng dọn sạch khu vực rừng núi phía đông bắc tiểu khu Kanan. Kênh Suri Zapmas xác nhận, giao tranh đang diễn ra tại những tòa nhà cao tầng đầu tiên của tiểu quận Kaman sau khi quân đội Nga chiếm được một số ngôi nhà đầu tiên ở dưới phía đông. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến từ tuyến đường sắt về phía khu rừng và Bohdanivka nắm quyền kiểm soát nhiều vị trí mới. Trong khi đó, trận chiến với quân đội Ukraine đã chuyển sang vùng ngoại ô phía tây của Ivanovsky. Nhìn chung, kết quả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng hiệu quả chiến thuật của Nga, khả năng phòng thủ của Ukraine và lực lượng tiếp viện tiềm năng. Bên cạnh đó, ở phía tây Avdiivka, quân đội Nga đạt được những tiến bộ tối thiểu ở phần phía nam của Semenivka. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đã đạt được những bước tiến nhỏ về phía tây, Vodiany. Kênh Military Summary đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo rằng làng Vodiany đã được kiểm soát hoàn toàn. Ngoài ra, ở làng Semenivka gần đó, lực lượng Moscow tiến dọc theo đường Tesenchanaya sau tranh giành vị trí tiếp tục. Gaza chỉ còn lại đất. Xung đột Israel-Hamas không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người dân giải Gaza, Palestine mà còn khiến môi trường tại đây bị ô nhiễm nặng nề. Trong một nhà kho đổ nát ở thành phố Rafah, Nam Gaza, Palestine, cô Soha Abu Diab đang sống cùng 3 con gái nhỏ và hơn 20 thành viên khác trong gia đình. Họ không có nước sinh hoạt, không có nhiên liệu, bị nước thải và chất thải chất đống bao quanh. Giống như nhiều cư dân Gaza khác, họ lo sợ không khí mà họ hít thở chứa nhiều chất ô nhiễm và sợ dùng nguồn nước mang mầm bệnh. Bên kia đường là những vườn cây ăn trái và vườn ô liu bị san bằng, đất nông nghiệp bị bom và máy ủi phá hủy, theo tờ The Guardian. Cuộc sống này không phải là cuộc sống, ô nhiễm ở khắp mọi nơi, trong không khí, trong nước chúng tôi tắm, trong nước chúng tôi uống, trong thực phẩm chúng tôi ăn, trong khu vực xung quanh chúng tôi, cô Abu Diab nói. Đối với cô Abu Diab và những người dân Gaza khác,
cái giá phải trả cho cuộc xung đột đang tiếp diễn không chỉ là nhiều người thiệt mạng mà còn là môi trường sinh thái bị phá hủy. Toàn bộ thiệt hại ở Gaza vẫn chưa thể tính toán được, nhưng phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy khoảng 38% đến 48% diện tích cây cối và đất nông nghiệp đã bị phá hủy. Những vườn ô liu và trang trại bị cày xới, đất và nước ngầm bị đạn dừa và chất độc gây ô nhiễm, môi trường biển bị nước thải, rác thải làm ô nhiễm, không khí cũng bị khói làm không còn trong lành. Các nhà nghiên cứu và các tổ chức môi trường cho biết việc tàn phá này sẽ có tác động to lớn đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Gaza. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ tuân thủ luật pháp quốc tế và cố gắng hạn chế thiệt hại đối với các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Lực lượng phòng vệ Israel không cố ý làm tổn hại đến đất nông nghiệp và cố gắng tìm cách ngăn chặn tác động đến môi trường, đại diện lực lượng phòng vệ Israel trả lời tờ The Guardian. Hình ảnh vệ tinh, ảnh chụp và đoạn phim quay lại cho thấy đất nông nghiệp, vườn cây ăn trái và vườn ô liu của Gaza đã bị xung đột tàn phá nặng nề. Ông Hayin, nhà nghiên cứu tại Đại học bang Kent, Mỹ, đã phân tích hình ảnh vệ tinh và kết luận có tới 48% diện tích cây che phủ ở Gaza đã bị mất hoặc bị hư hỏng từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 năm 2024. Cùng với sự tàn phá trực tiếp từ các cuộc tấn công của lực lượng Israel, việc thiếu nhiên liệu đã buộc người dân ở Gaza phải chặt cây để nấu ăn hoặc sưởi ấm. Vùng cây ăn quả gần như mất cây hết, chỉ còn lại đất, bạn không nhìn thấy thứ gì cả, ông Chi nói. Phân tích của Forensic Architecture FA, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Anh, cũng cho thấy kết quả tương tự. Trước ngày 7 tháng 10 năm 2023, các trang trại và vườn cây ăn quả có diện tích khoảng 170 km², tương đương 47% tổng diện tích đất đai của Gaza. Đến cuối tháng 2, FA ước tính rằng hoạt động quân sự của Israel đã phá hủy hơn 65 km², tương đương 38% diện tích các vùng đất nói trên. Ngoài đất canh tác, hơn 7.500 nhà kính đã tạo thành một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Gaza. Tuy nhiên, theo phân tích của FA, gần 1/3 lượng nhà kính đã bị phá hủy hoàn toàn. Bà Samanet Murphy, trợ lý giám đốc nghiên cứu của FA cho rằng sự tàn phá này là có hệ thống. Bà cho biết các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để ghi lại quá trình nhiều nhà kính bị phá hủy. Sau khi máy bay oanh tạc các nhà kính, lực lượng Israel trên mặt đất đã đến các nhà kính này và tháo dỡ chúng. Trong khi đó, máy kéo, xe tăng và các phương tiện nhổ bật các vườn cây ăn quả và cánh đồng hoa màu. Những gì còn lại là sự tàn phá, một khu vực không còn có thể sống được nữa, bà Murphy nói. Cuộc điều tra của FA đã xem xét một trang trại ở Jabalia, phía đông bắc Gaza, được gia đình ông Abu Sufiyes canh tác trong khoảng 10 năm qua. Sau khi gia đình ông sơ tán vào Nam Gaza, trang trại đã bị phá hủy và các vườn cây ăn quả bị nhổ bỏ hoàn toàn. Lực lượng Israel sau đó cho xây dựng các công trình quân sự tại đây. Hầu như không thể nhận ra, không có dấu vết nào của vùng đất mà chúng tôi biết, họ đã xóa nó hoàn toàn. Bây giờ, nó vẫn giống như sa mạc, ở đó không có một cái cây nào cả. Nếu tôi đến đó, tôi sẽ không thể nhận ra nó, một thành viên gia đình ông Sufie cho hay. Theo The Guardian, kể từ khi xung đột bắt đầu, Israel đã thả hàng chục ngàn quả bom xuống Gaza, khoảng 50% đến 62% tổng số tòa nhà tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP ước tính rằng, tính đến tháng 1 năm 2024, các vụ đánh bom đã gây ra 22,9 triệu tấn mảnh vụn gạch đá và vật liệu nguy hiểm. Đây là một lượng mảnh vụn cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với một khu vực nhỏ như vậy. Các thành phần của mảnh vụn gạch đá và đống đổ nát có thể chứa các chất có hại như kim loại nặng, chất gây cháy, vật liệu chưa nổ và các hóa chất độc hại, báo cáo của UNEP cho hay. Ông Trump thách thức lệnh thẩm phán, nguy cơ gì xảy ra? Thẩm phán tối cao bang New York John McCain đã ấn định ngày 15 tháng 4 tới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chính thức hầu tòa liên quan đến vụ án hình sự ông dùng tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniels, đồng thời ra lệnh cấm ông Trump bàn luận về vụ án. Lợi dụng sơ hở, ông Trump đã lách luật khiến ngày 1 tháng 4 vừa qua tòa phải mở rộng lệnh cấm và các lỗ hổng đó. Các thẩm phán cho rằng việc ông Trump thách thức lệnh của họ có khả năng đe dọa nguyên tắc thượng tôn pháp luật và an ninh của nước Mỹ. Theo tờ New York Times ngày 25 tháng 3 vừa qua, ông Trump dự phiên điều trần tại tòa án Manhattan, New York liên quan đến cáo buộc ông chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm che giấu quan hệ tình cảm giữa hai người và để ém thông tin bất lợi khi tranh cử vào hồi năm 2016. Phía ông Trump muốn tiếp tục trì hoãn phiên tòa, tuy nhiên thẩm phán McCain đã bác bỏ vì cho rằng bị cáo đã được cho một khoảng thời gian hợp lý để chuẩn bị cho phiên tòa. Theo đó, thẩm phán McCain ấn định phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 và ban hành lệnh cấm ngôn đối với ông Trump.
không cho phép cựu tổng thống đưa ra bất kỳ bình luận công khai về nhân chứng, công tố viên, nhân viên tòa án, bồi thẩm đoàn hay đưa ra bất kỳ thông tin nào gây bất lợi cho phiên tòa sắp tới. Tuy nhiên, lỗ hổng lớn trong lệnh cấm ngôn mà ông Merkel đưa ra là lệnh này không liệt kê tên ông Merkel và ông Arvin Bragg, công tố viên phụ trách cuộc điều tra và cũng là người đã nhận được nhiều lời đe dọa giết trong những tháng gần đây. Theo đài CNN, ông Trump chỉ mất chưa đầy 24 giờ để phát hiện lỗ hổng nói trên và tìm cách chỉ trích những người không được nêu tên trong lệnh, cụ thể là thẩm phán Merkel và người thân ông này. Trong hai bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã tấn công ông Merkel vì ban hành lệnh cấm ngôn cũng như nhắm mục tiêu vào bà Lauren Merkel, con gái của thẩm phán, vì cho rằng bà có liên quan tới đảng Dân Chủ. Tới ngày 1 tháng 4, thẩm phán Merkel ra quyết định vá lại lỗ hổng khi mở rộng phạm vi lệnh cấm ngôn áp dụng đối với toàn bộ thân nhân của tất cả người tham gia tố tụng. Trong 6 tháng qua, ông Trump đã phải trình diện nhiều phiên tòa khác nhau liên quan 4 vụ án hình sự và 2 vụ án dân sự của ông. Theo CNN, trong mỗi lần xuất hiện trước tòa, ông Trump đều liên tục tìm cách thách thức giới hạn của các thẩm phán muốn kiềm chế ông. Bên trong phòng xử án, ông Trump đã bị thẩm phán nhắc nhở và dọa đuổi ra ngoài vì liên tục gây trở ngại quá trình xét xử. Theo CNN, ông Trump từng phát biểu tại tòa với bài nói tựa như đang vận động tranh cử hay bỏ đi khi luật sư bên nguyên đơn đang đưa ra lập luận tranh tụng. Còn ở bên ngoài phòng xử án, ông Trump nhiều lần phê phán những bản cáo trạng mà ông phải đối mặt là những nỗ lực can thiệp bầu cử, cũng như chỉ trích các bên liên quan trên mạng xã hội Truth Social của ông. Ông ấy thực sự đang cố đẩy lùi làn ranh đỏ, ông ấy đang dẫm lên nó chứ không bước qua. Về cơ bản đó là động thái chế nhạo tòa án, bà Karen Friedman, Annie Filo, nhà phân tích pháp lý của CNN và cựu công tố viên văn phòng luật sư quận Manhattan, lên tiếng liên quan đến hành động của ông Trump. Không có gì lạ khi các thẩm phán nhận được lời đe dọa, chẳng hạn như từ mafia, các tổ chức khủng bố hoặc tội phạm đường phố. Tuy nhiên, không có vụ nào có tần suất và mức độ như những vụ nhắm vào các thẩm phán xử lý các cáo trạng liên quan đến ông Trump. Tay bút chính trị của đài NPR Ari Shapiro bình luận. Chia sẻ với CNN, ngày 28 tháng 3, thẩm phán liên bang thủ đô Washington, Reggie Walton cũng lên tiếng chỉ trích hành vi của ông Trump, cho rằng các động thái mà cựu tổng thống thực hiện đang đe dọa khả năng tồn tại của hệ thống pháp luật Mỹ và có nguy cơ dẫn tới bạo lực. Chúng tôi thực hiện những công việc này vì chúng tôi cam kết tin tưởng và tuân thủ theo pháp luật. Quy định của pháp luật chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi có những thẩm phán sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của họ mà không gặp phải bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào về thể chất, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng, việc các thẩm phán đặc biệt là khi gia đình họ bị đe dọa là một điều rất sai trái và không nên xảy ra. Theo CNN, các bài đăng của ông Trump trên nền tảng Truth Social cũng là một vấn đề nan giải và có thể dẫn tới những lo ngại về an ninh trong nước. Bình luận về vấn đề này, thẩm phán liên bang Tania Chutkan, phụ trách xét xử ông Trump liên quan cáo trạng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và dính líu đến vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nói rằng ngay cả trong các cuộc vận động tranh cử, ông Trump cũng có những tuyên bố đặt ra những mối đe dọa đủ nghiêm trọng đối với quá trình tố tụng. Bà cũng ban hành lệnh cấm ngôn đối với ông Trump. Ở một diễn biến khác liên quan đến lệnh cấm ngôn của thẩm phán Merkel, ngày 2 tháng 4, một ngày sau khi nhận được lệnh cấm ngôn mở rộng của thẩm phán Merkel, ông Trump đã đăng tải trên nền tảng Truth Social rằng: "Tôi vừa được thông báo rằng thẩm phán John Merkel đã cấm ngôn tôi, để tôi không có thể nói về tình trạng tham nhũng và bất hòa đang diễn ra trong phòng xử án của ông ấy." Ông Trump cũng đã đăng tải một đoạn clip dài từ Fox News, trong đó người dẫn chương trình Brian Kilmeade khẳng định bà Lauren Merkel, con gái của thẩm phán Merkel, là một nhà hoạt động làm việc cho phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ông Kilmeade bóng gió mối liên hệ này có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của vụ án. Theo tờ Independent, không rõ việc đăng lại clip Fox News hay sử dụng ngôn ngữ mơ hồ về tham nhũng trong phòng xử án có bị quy là vi phạm lệnh cấm ngôn hay không, vì ông Trump không tự mình đưa ra bình luận. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Mỹ 2024. Nhận thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đều có chiến lược rõ ràng, hành động cụ thể cho màn tái đấu, cuộc bầu cử Mỹ 2024 nhiều khả năng sẽ một lần nữa chứng kiến màn đối đầu giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, theo hãng tin AFP, khả năng này càng chắc chắn sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire và Iowa. Chính ông Biden và nhóm vận động cử tri của ông gần như đã chắc chắn về viễn cảnh tái đấu này.
Đối với chiến lược của ông Trump, theo tờ The Wall Street Journal, ông Trump và nhóm vận động tranh cử của ông có ý định làm cho cử tri nhớ lại nền kinh tế trước đại dịch. Khi chi phí vay tiền thấp, lạm phát thấp và giá khí đốt rẻ hơn, ông Trump cho rằng vào thời gian đó, thế giới cảm thấy ổn định hơn khi quân đội Nga yên lặng và Trung Đông ít biến động hơn. Ông Trump dự kiến sẽ đưa ra luận điểm rằng đảng Dân Chủ mềm mỏng về vấn đề biên giới, cho phép nhập cư bất hợp pháp và fentanyl, loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid cực mạnh và có thể gây nghiện vào Mỹ nhiều hơn. Phần ông Biden, gần đây khi được hỏi liệu biên giới có an toàn hay không, ông Biden đã thừa nhận không an toàn và thúc đẩy đảng Cộng Hòa đồng ý với một cuộc cải tổ mà ông đang đề xuất. Các trợ lý của ông Trump thừa nhận các phiên tòa khác nhau của ông sẽ khiến việc lập kế hoạch tranh cử trở nên khó khăn và có thể khiến ông phân tâm. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trump đã lồng ghép các vụ kiện với chiến dịch tranh cử của mình, cụ thể là dùng chúng để khơi gợi sự ủng hộ với những lập luận vô căn cứ rằng ông Biden đang dàn dựng các cuộc chống lại ông Trump. Một điểm cần lưu ý nữa là so với các cuộc tranh cử tổng thống trước đây của ông Trump vốn được cho là hỗn loạn và có sự đấu đá nội bộ, thì tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông được giới quan sát và các quan chức địa phương đánh giá là chuyên nghiệp, bài bản. Ông Chris Ager, chủ tịch đảng Cộng Hòa ở New Hampshire nói, tôi đánh giá rất cao cơ chế vận hành chiến dịch của ông Trump, có vẻ như nó được vận hành cực kỳ tốt và chuyên nghiệp hơn nhiều so với hồi năm 2016. Theo tờ Bloomberg, một chiến dịch tranh cử có kỷ luật đã mang lại kết quả sớm cho ông Trump khi ông thắng liên tiếp ở các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa và New Hampshire, đồng thời giữ cho nhân viên của ông tập trung và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Điều này mang lại cho ông Trump không gian thể hiện và giúp ông có vị thế tốt hơn trong cuộc đối đầu nhiều khả năng với ông Biden. Nếu ông Biden tái đấu với ông Trump, đây sẽ là trận tái đấu tổng thống Mỹ thứ 7 trong lịch sử và là trận đầu tiên kể từ khi tổng thống đảng Cộng hòa Chris Eisenhower đối mặt với ứng cử viên đảng Dân chủ Adlai Stevenson lần thứ hai liên tiếp trong cuộc bầu cử năm 1956. Giới quan sát nhận định, tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang tìm cách đối phó với các nước đi của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, để đánh bại ông Trump một lần nữa, như ông Biden đã làm vào năm 2020, nhóm vận động tranh cử của ông sẽ hướng đến việc nhắc nhở cử tri Mỹ về những điều họ không thích trong nhiệm kỳ của ông Trump và vì sao năm 2020 họ đã bỏ phiếu loại ông Trump. Được biết, nhóm ông Biden tập trung vào việc cảnh báo rằng ông Trump gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ. Việc phá thai và các quyền tự do cá nhân khác sẽ bị đe dọa nếu ông Trump lên nắm quyền. Nhóm đang dựa vào cách tiếp cận đó để giành phiếu của những cử tri độc lập và khơi dậy sự nhiệt tình trong các đảng viên dân chủ vốn đã ủng hộ ông Biden. Hãng tin Reuters cho biết, đối mặt với những lời phàn nàn từ một số đảng viên đảng Dân chủ rằng chiến dịch tranh cử không có trọng tâm, đội ngũ của ông Biden đã bổ sung thêm các cựu binh là những thành viên có máu mặt, góp phần làm nên thành công cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đầu tháng 2 vừa qua, điều phối viên cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng là cựu thị trưởng New Orleans, ông Mitch Landrieu, đã trở thành đồng chủ tịch quốc gia của chiến dịch tranh cử. Cạnh đó, một cựu thành viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ, ông Dan Cunningham, đã tiếp tục nỗ lực ở các bang chiến trường đang cạnh tranh gay gắt vì các bang có thể ủng hộ cho Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Hôm 23 tháng 1, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã thu hút phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jen O'Malley Dillon và cố vấn cấp cao Mike Donilon. Cả hai đều là những thành viên được coi là đã thí điểm thành công chiến dịch năm 2020 của ông Biden. Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong những tuần tới sẽ đến thăm các bang quan trọng có nhiều khả năng quyết định cuộc bầu cử nhất. Chiến dịch của ông Biden hiện có nhân viên ở mỗi bang trong số 7 bang đang cạnh tranh gay gắt mà họ coi là bang chiến trường, bao gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Ông Biden sẽ tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế và cũng là những bài phát biểu nảy lửa hơn về mối đe dọa mà ông tin rằng ông Trump đặt ra cho nền dân chủ. Trong khi đó, bà Harris đã bắt đầu chuyến công du toàn quốc tại bang chiến trường Wisconsin vào hôm 22 tháng 1, tập trung vào các biện pháp chống phá thai của đảng Cộng Hòa. Chiến dịch này tập trung vào những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc tòa án tối cao thiên hướng bảo thủ, đảo ngược phán quyết mang tính bước ngoặt của vụ án Roe kiện Wade vốn đảm bảo quyền phá thai của phụ nữ.
Bà Harris, phó tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, cũng được giao nhiệm vụ thu hút sự ủng hộ từ các cử tri trẻ và da đen, nơi sự ủng hộ dành cho ông Biden đang dần suy yếu. Về vấn đề tài chính tranh cử, ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa được công bố ở Iowa và New Hampshire, chiến dịch gây quỹ của ông Biden đã bắt đầu ngay lập tức. Cuộc chiến bầu cử này luôn luôn diễn ra giữa bạn và tôi với những đảng viên Cộng hòa, MAGA cực đoan. Điều đó đã đúng vào ngày hôm qua và nó sẽ đúng vào ngày mai. Vì vậy, nếu bạn ở bên chúng tôi, hãy tham gia ngay bây giờ. Bài đăng của ông Biden trên mạng xã hội vào đêm ông Trump có kết quả ở Iowa kêu gọi. Ông John Morgan, một luật sư ở Florida và là nhà gây quỹ hàng đầu, cho rằng việc tái đấu giữa ông Trump là một cơ hội gây quỹ cho ông Biden. Ông dự đoán chiến dịch gây quỹ có thể thu về thêm 500 triệu USD tiền mặt. Ông Morgan nói, mọi người lo sợ họ sẽ mất đất nước, nền dân chủ, quyền lợi của mình và có động lực rất cao xung quanh điều đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!